Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Long An đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thành lập ban chỉ đạo và tổ chức việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn đồng thời tổ chức các hội nghị cho các địa phương nhằm triển khai kịp thời các chỉ đạo chỉ thị của cấp trên và nắm bắt kịp thời những khó khăn chứng mắt trong quá trình thực hiện theo đó quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ dự phòng cách ly điều trị tại chỗ cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ kinh phí tại chỗ nhân lực tại chỗ Đến nay, Sở Y tế đã thành lập 40 đội cơ động phản ứng nhanh nhằm sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu dung điều trị. Công tác giám sát tại các cơ sở y tế cửa khẩu cũng được siết chặt. Đồng thời, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều thực hiện phân luồng khám chữa bệnh, chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, dụng cụ phòng hộ cá nhân cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành người dân không nên quan mang lo lắng nhưng cũng không chủ quan lơ là cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng